Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 16 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 76 Thoát thai quán cốt kim cương thần Thanh Minh Thành Ở phía bên ngoài đại môn của Tiết Gia Tiết Địch Thiên từ không trung hạ xuống Nhìn môn đình quạnh quẻ trước mặt Đến cả hộ vệ gác cổng bình thường cũng không thấy Trong lòng không khỏi phát lên một tia bất an dội vàng bước nhanh vào bên trong. Chỉ chốc lát sau liền đã tới bên ngoài đại sảnh. Nhưng giờ khắc này, tại vị trí trung tâm của đại sảnh, sớm đã có một thân ảnh quen thuộc ngồi ở đó, thả mắt nhìn qua. Chính là U Minh Cốc Thất Trưởng Lão, U Quỷ Thất. Lúc này, hắn đang bưng một ly trà, nhàn nhã thưởng thức trà thơm. Không biết, Thất Trưởng Lão Đại gia Quang Lâm, Lão Phu không có tiếp đón từ xa, thứ tội, thứ tội nhìn thấy u quỷ thất đã tới trong nhà của mình tiếc định thiên không khỏi bị dọa đến giật mình nhưng hắn vẫn miễn cưỡng trấn định lại ôm quyền tiến lên phía trước hành lễ dường như chuyện gì cũng không có biết vậy không hề liếc hắn một cái u quỷ thất chỉ là sau khi khẽ nhấp một ngụm trà thơm bỗng nhiên đem chén trà hung hăng đập trên bàn giống như đập vào tâm tình quán vậy trái tim của tiếc định thiên ngăn không được ngừng mất một nhịp nghiêng nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái khóe miệng của u quỷ thất đột nhiên lộ ra một đạo tiếu dung tà dị tiết định thiên tiết gia của ngươi nương nhờ u minh cốc đã trăm năm rồi chúng ta chưa hề bạc đại các ngươi đúng vậy đúng vậy nếu không có u minh cốc cùng với thất trưởng lão giúp đỡ tiết gia của chúng ta nào có được quan dinh như ngày hôm nay ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt thế nhưng bỗng nhiên u quỷ thất biến sắc bàn tay nắm lấy bả da của Tiết Định Thiên bỗng nhiên siết chặt cả giận nói vậy vì sao các ngươi còn muốn cấu kết với ngoại nhân đoạt kim cương lưu xa của U Minh Cốc ta nghe được lời này Tiết Định Thiên không khỏi bị dọa đến run một cái lập tức quỳ rạp xuống đất cuống quýt dập đầu nói thật trưởng lão ngài nhất định đã hiểu lầm rồi Tiết gia của chúng ta đối với U Minh Cốc luôn luôn trung thành tuyệt đối tuyệt không có làm ra loại sự tình này hơn nữa chúng ta nào có lá gan này chứ? Các người đã phạm thượng làm loạn, ăn cây táo rào cây sung. Trước kia lão phu còn không tin, nhưng mà hiện tại lão phu không thể không tin. Hư lạnh một tiếng, u quỷ thất, quay người dỗ bàn một cái, khiến cho nguyên cái bàn quá thành bụi phấn. Đến cả ly trà kia cũng rơi xuống đất, cả giận nói. Tôn nữ tiếc ngừng ngừng của người đâu? Tiếc định thiên ấp úng, không biết nên trả lời thế nào, trên đầu đầy mồ hôi lạnh. Để lão phu nói cho người biết, nha đầu kia cùng với hai tên tiểu tử đã trộm kim cương lưu xa của lão phu đã chết tại dạng thú sơn mạch. U quỷ thất, giận dữ hừ lên một tiếng, mỹ mắt không khỏi run run Tựa hồ lại nghĩ tới tiếng gầm khủng bố ngày đó. Nếu hắn chạy chậm thêm một chút nữa, đoán chừng cũng đã xong đời. Tuy hắn không muốn đích thân kết liễu ba tên kia, nhưng mà nghĩ đến ba tên kia bản thân mang trọng thương không có khả năng từ trong tay quái vật kia mà trốn thoát được nhưng nghĩ tới đây trong lòng của u quỷ thất vẫn không khỏi có một chút tiếc nuối nguyên bản tiểu nha đầu tiết ngân hương kia đổ với còn có không ít tác dụng bây giờ cương nhiên mất hết rồi không có kim cương lưu xa cũng không có lưu đỉnh thở dài một tiếng u quỷ thất một bụng lửa giận tất cả đều dùng hết lên người của tiết gia Người đâu dẫn bọn hắn lên. U quỷ thất vỗ vỗ tay hét lớn lên một tiếng. Ngay sau đó liền thấy ba tên đoán cốt cảnh cao thủ kéo theo ba sợi xích sắt đi tới. Mà cuối xích sắt kia lại lôi kéo ba người. Tiết định thiên, định thần nhìn lại. Trong mắt nhịn không được co rụt lại. Nước mắt đã bắt đầu chảy ra từ cặp mắt già nuôi ấy. Ba người kia không phải là ai khác. Chính là con của hắn, Tiết gia chủ Tiết Dạng Long cùng với hai tôn tử của hắn, Tiết Cường cùng Tiết Lâm. Lúc này trước ngực của bọn hắn, tất cả đều đã bị móc sắt mười mấy cân xuyên qua, khóa tỳ bạc cốt, một thân tu vi không sử xuất ra được. Hơn nữa toàn thân cao thấp mình đầy thương tích, hiển nhiên là thủ qua trọng hình, hiện tại đã vào trạng thái hấp hối rồi. Thất trưởng lão, Tiết Định Thiên khẽ cắn môi, nổi giận gầm lên một tiếng, chậm rãi đứng dậy hai con mắt đỏ bừng thẳng tắp nhìn chăm chú về khuôn mặt cười tà của u quỷ thất phía trước tiết gia của chúng ta vì u minh cốc bán mạng trăm năm trấn giữ thanh minh thành một mực kính trung cương vị công tác không có công lao cũng có khổ lao chẳng lẽ u minh cốc chính vì vậy mà đối xử với gia tộc phụ thuộc sao đừng xem các ngươi là gia tộc nhị lưu nhưng mà gia tộc giống các ngươi dạng này chỉ cần U Minh Cốc của chúng ta nguyện ý, muốn bồi dưỡng bao nhiêu có bấy nhiêu. Theo lão phụ thấy, tiết gia các người cho tới bây giờ cũng không phải là gia tộc phụ thuộc gì cả, mà là một đám chó giữ nhà có tác dụng mà thôi. Chúng ta cho các ngươi một cục xương, khen thưởng một chút, các người liền nên biết ơn mà đối đãi với bọn ta rồi. Nhưng bây giờ, một cái lão cẩu thế mà dám can đảm kể công lao, ra giá tiền với chủ tử, cái loại chó này không có cần dùng được. U quỷ thất cười tà một tiếng khinh bỉ nói. Hai mắt bất giác càng ngày càng đỏ. Tiết định thiên song quyền không khỏi nắm chặt. Toàn thân khí thế ngăn không có được mà phóng thích ra. Thiên quyền cường giả khí thế khiến cho ba tên đoán cốt cao thủ mới vừa vào cửa liên tiếp bị lui về phía sau. Chỉ có U quỷ thất trong mắt hơi hiếp lại. Trong đôi mắt lóe qua một đạo trần trụi sát ý chó giữ nhà rốt cuộc đã muốn hướng chủ tử mà há miệng sao là thời điểm nên đổi con chó mới rồi u quỷ thất từ trước cho tới nay tiết định thiên lần đầu gọi thẳng tục danh của thất trưởng lão trong lời nói tràn ngập sự phẫn nộ ngập trời ta đến hỏi người sự tình hòa thân của ngưng nhi có phải để cho các ngươi che giấu việc muốn đem nàng dùng để luyện công lô đỉnh hay không mi đầu bất giác nhíu nhíu U quỷ thất ngạc nhiên liếc nhìn hắn một cái cười to. Lão phù bình thường làm sao mà lại không có nhìn ra. Lão tiểu tử nhà ngươi vẫn rất là khôn khéo. Sự kiện này chúng ta đã vận hành thời gian dài như vậy. Đều không có một gia tộc phụ thuộc nào phát hiện ra. Cư nhiên lại bị người phát hiện ra. Khó trách các người muốn phản bội. Nguyên là gì tiện nhà đầu kia. Tên khốn kiếp. Nghe được lời này tiếc định thiên khó đè nén sự phẫn nộ trong lòng hét lớn lên một tiếng liền nhấc lên toàn thân nguyên lực bỗng nhiên xông về phía trước lão phù liều như người trong mắt hơi hiếp u quỷ thất cười lạnh tại thời điểm một trưởng của tiết định thiên đánh tới trong nháy mắt di chuyển sang bên cạnh liền né tránh được tiếp đó bỗng nhiên xuất trưởng một trưởng của u quỷ thất đánh vào lòng ngực của hắn tiết định thiên cư nhiên có cảm giác khí tức trì trệ nhịn không được cổ họng ngòn ngọt, ngọt phun ra một ngụm máu tươi bay ra ngoài. Nắm bắt thời cơ, u quỷ thất đạp chân xuống, trong nháy mắt đã bay đến gần trước người của hắn, đụng một cái lại là hai chưởng đánh đến trước ngực. Chỉ một thoáng, Tiết Định Thiên cảm giác được ở ngực giống như là bị quả thiêu vậy, máu tươi đỏ chói như suối phun ra ngoài. Tiết Định Thiên chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh cùng với lão phu sao? Cho dù chúng ta cùng thuộc thiên quyền cảnh, nhưng mà ngươi chỉ là tên gà mờ vừa mới đột phá thiên quyền lão phu đã là thiên quyền cảnh tam trọng rồi sự chênh lệch của ngươi cùng với lão phu giống như cách nhau một trời một vực căn bản không phải là đối thủ của lão phu cười lớn một tiếng u quỷ thất một trưởng sau cùng bỗng nhiên hướng đầu của hắn đánh tới trong mắt phát ra hoang mang khát máu lão già quả đi chết đi yên tâm chờ một lát nữa nhi tử ngươi tôn tử cũng sẽ liền theo ngươi nhìn thấy một trưởng kia lập tức đến ngày trước mắt tiết định thiên ai tháng một câu chậm rãi nhắm mắt lại nghĩ không ra tiết gia bọn hắn cuối cùng có hạ tràng như vậy bất quá may mắn tôn nữ mà mình thương yêu nhất đã tránh thoát một kiếp này cái tên u quỷ thất kia vẫn là cho nàng đã chết chắc hẳn không có tiếp tục truy sát nàng dừng tay bỗng nhiên có một giọng nữ thanh lệ vang lên Nhất trưởng đang hạ xuống Cô quỷ thất đột nhiên dừng lại ngẩng đầu nhìn qua Thấy Tiết Ngân Hương đứng ở ngay cửa chính Trên tay của nàng Còn cầm lấy một cây dao găm chĩa thẳng đến giữa cổ của chính mình Sao? Ngươi cục chưa có chết hả? U quỷ thất khẽ giật mình Trong lòng vừa mừng vừa sợ Chỉ cần là Tiết Ngân Hương không chết Vậy hắn có thể đem nàng Trở về gia tộc làm lô đỉnh rồi Nhìn chung quanh một vòng Tiết Ngân Hương nhìn thấy cha mình cùng với các ca ca đều đã bị tra tấn vô cùng thê thảm. già già đã bị đánh đến trọng thương, nước mắt chảy ra không ngừng. Lại nhìn về phía tên U Quỷ Thất, trong đôi mắt tràn ngập hận ý, khắc cốt ghi tâm, đem dao găm tiếp tục đưa đến gần cổ. Tiết Ngân Hương lạnh lùng nói, Các người không phải là muốn lấy ta làm lô đỉnh để luyện công sao? Nhanh, thả người nhà của ta ra, không thì ta sẽ liền tự tử trước mặt của các ngươi. Ánh mắt khẽ hiếp lại, u quỷ thất, phì ra một tiếng cười. Ngân nhi, ngươi cũng quá tôn trọng chính ngươi rồi. Chúng ta tuy là muốn đem ngươi trở thành lô đỉnh luyện công, nhưng mà ngươi cũng không phải là không thể thay thế, không có tư cách cùng với lão phu co kè mặt cả đâu. Tiếc ngân hương không khỏi giật mình, trong lòng bất giác lo sợ, nhưng mà lập tức nàng nhớ tới trác phạm phân tích không khỏi nhắc nhắc cổ chăm chọc nói thật trưởng lão ngươi không cần phải lừa ta ta biết u minh cốc của các ngươi luyện công lô đỉnh không đủ dùng nhưng mà ta rất quý giá đấy nếu ngươi không quan tâm lời nói của ta vậy ta sẽ cùng cả gia tộc cùng chết chung nói xong tiết ngân hương bỗng nhiên đưa thanh chủy thủ hướng về giữa cổ đưa một đường trong chốc lát một cổ máu liền theo dao găm chảy xuống Ngân nhi không được dừng tay tiết định thiên cùng du quỷ thất đồng thời kêu to thành tiếng tiết ngân hương dừng lại nhìn về phía u quỷ thất cười lạnh nói xem ra thất trưởng lão vẫn không có nỡ ta chết đi ánh mắt bất giác mị mị u quỷ thất trong hai con người băng lãnh đột nhiên lóe qua một đạo tinh quang thản nhiên nói tiểu tử kia có phải cũng là chưa chết hay không tiết ngân hương giật mình còn người bất giác, xoay quanh, nàng tự nhiên biết là u quỷ thất, nói đến chính là trác phàm, không khỏi lập tức nói. Hắn ta đã chết tại dạng thú sơn mạch, người muốn tìm hắn liền đi nơi đó tìm thi thể của hắn đi. Bất quá, chỉ sợ thi thể của hắn cũng đã bị linh thú ăn rồi. <laughs> người không cần phải lừa gạt lão phu. U quỷ thất cười lạnh, lắc đầu khuôn mặt âm trầm nói lão phu bình sinh khó gặp đối thủ lần duy nhất ăn phải thua thiệt lớn nhất cũng lỡ trên tay của tên tiểu tử kia kim cương lưu xa không cần về được còn thụ một thân trọng thương bật cười một tiếng u quỷ thất thản nhiên nói tiểu nha đầu không phải là lão phu xem thường ngươi lấy đầu óc của ngươi nhất định đoán không ra ách chủ bài của lão phu nhất định là tiểu tử kia dạy cho ngươi rồi tiếc ngưng hương nhìn chăm chăm vào ánh mắt của hắn không nói gì u quỷ thất bất đắc dĩ lắc đầu tính toán lần này coi như lão phu nhận thua bị tiểu nha đầu ngươi nắm được cái thóp lão phu không có muốn mạng của người nhà ngươi thật sao tiết ngân hương vui vẻ vừa muốn tiến lên đem da già đỡ dậy u quỷ thất trong mắt lóe tinh hoàng trong tay đột nhiên xuất hiện ra một thanh móc sắt nặng mấy chục cân bỗng nhiên hướng về phía dưới móc một cái một tiếng gào thét đào thấu tim vang lên Tiết định thiên khuôn mặt biến thành một màu trắng xám đảo mắt ngất đi trước ngực của hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ hắn cùng nhi tử tôn tử giống nhau tất cả đều bị xuyên tì ba cốt u quỷ thất ngươi ta đáp ứng không cần mạng của bọn hắn thế nhưng già già của người dù sao cũng là thiên quyền cao thủ lão phù không thể không hạn chế một chút sức lực của hắn Chờ ngươi đến U Minh cốc, lão phu tự nhiên sẽ thả bọn họ ra. Ngươi nói thì phải giữ lời." Tiết Ngân Hương khẽ cắn môi, thẳng tắp nhìn chằm chằm khuôn mặt của U Quỷ Thất, gật gật đầu, U Quỷ Thất cười tà một tiếng nói, "Ngươi quan trọng nhất như vậy, ta làm sao mà lại lừa ngươi?" "Ngươi đâu, đưa Ngân Nhi tiểu thư trở về phòng nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai lên đường trở về U Minh cốc." Theo U Quỷ Thất, hô to lên một tiếng, một vị công tử văn nhã mang theo hai người hắn đi tới bên người của Tiết Ngân Hương. Nếu Trác Phạm tại chỗ mà nói, nhất định sẽ lập tức nhận ra người này. Hắn chính là tên U Minh đã dùng tên giả Dương Minh tại Hắc Phong Sơn năm dùng, về sau từ Phong Lâm Thành đào tẩu ra ngoài. U Minh đi đến bên người của Tiết Ngân Hương cười tà một tiếng nói, đây chính là luyện công lô đỉnh của sư huynh, lớn lên vẫn rất là tiêu chuẩn nha. Tiết Ngân Hương lạnh lùng hừ một tiếng không nhìn tới hắn, quay đầu lại nhìn xem người nhà của mình, trực tiếp rời đi cùng với hai tên người hầu. Thờ ơ nhúng nhúng dài, U Minh đi đến bên người của U Quỷ Thất, cung kính thi lễ nói, Sư phụ, không biết ngài đã nghĩ ra đối sách như thế nào để đối phó với Lạc Gia chưa? Quản gia trát phạm của bọn hắn, tương lai hắn là quả lớn trong lòng của chúng ta. Nghe đến hai chữ trát phạm, Tiết Ngân Hương tốc độ di chuyển không khỏi chậm lại. Sự tình hắn giết chết hai vị trưởng lạc của chúng ta, người không có nói với người ngoài sao? Không, không có. U Minh lắc đầu, một mặt cẩn thận nói. Dù sao nói ra, đến cả cốc chủ cũng không có tin tưởng. Thật ra, ngay từ đầu ta cũng đã không tin rồi. Một tên tiểu quỷ tụ khí cảnh, lại có năng lực, cũng không có khả năng làm được việc giết chết hai thiên quyền cao thủ U quỷ thất lắc đầu cười nói Thế nhưng mấy tháng trước Lão Phu cũng gặp phải một tên quái thai như vậy Còn tại trên tay của hắn Không ít ăn đau khổ Nhìn tới thiên địa to lớn Cái dạng kỳ nhân nào cũng đều có Sư phụ Vậy ngài là U Minh cẩn thận từng ly từng tí nói Khoát khoát tài U quỷ thất Trong mắt lóe ra một đạo sát ý Trước tiên giải quyết tiểu tử này Sau đó lão phù suy nghĩ tiếp biện pháp giải quyết cái tên trác phàm kia. Tóm lại, hai tiểu tử này ngày sau cũng sẽ là mầm quả lớn trong lòng u minh cốc của chúng ta. Nghe được lời này, Tiết Ngân Hương không khỏi khẩn trương, cước bộ trong nháy mắt tăng tốc rất nhiều, dỗ giả rời khỏi cái chỗ này. Nàng hiện tại thật sự vì trác phàm mà lo lắng, bởi vì liên quan đến nàng, trác phàm đã bị u quỷ thất để mắc tới. Tuy nhiên bọn hắn hiện tại còn không có biết hai người kia căn bản là cùng một người. Một đêm dài dằn vặt trôi qua, tiếc ngưng hương trăng trọc, tâm thần không yên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời mới nhú chiếu về hướng tiết gia. Tiểu diện tử so với ngày bình thường quạnh quẻ hơn rất nhiều này. Mười tên người hầu sớm đã ở ngoài cửa thúc giục để cho Tiết Ngân Hương rửa mặt một phen rồi mới lên đường. Dạng thú sơn mạch, khu vực thứ nhất, ở bên cạnh một cái tòa núi nhỏ. Đột nhiên một cơn chấn động lóe qua, hiển lộ ra một chỗ sơn động tối như mực. Một tên nam nhân, toàn thân trần trụi, lão đảo đi ra. Ánh sáng của mặt trời, ôn nhuận, chiếu lên thân thể rắn chắc kia, xẹt qua từng đạo từng đạo kim sắc lưu quang. Mỗi một bước đi của hắn, dưới chân hiện ra cái dấu chân thật sâu. Cho dù là nham thạch cứng rắn nhất, cũng quá thành bộ phấn dưới chân của nam nhân này. Có lẽ là quá mệt mỏi, người kia lấy tay che ánh nắng mặt trời chói mắt. Đi trên đường nghiêng trái nghiêng phải, không khỏi lão đạo một cái. Thân thể của người nọ nghiêng, một cái tay khác ngăn, không được dịnh trên vách sơn động. Bỗng nhiên, giống như là một chưởng vũ lên trên đậu hũ, cả sơn động cư nhiên, tại sự bám víu nhẹ nhàng này, đã từ vách tường bắt đầu đổ xuống trong chớp mắt. Chỉ lát sau liền đàm vàng sụp đổ, nam nhân từ trong đống đá dụng bỗng nhiên đứng lên cái tảng đá lớn kia cương nhiên dưới sự đứng lên của hắn một lần nữa dở dụng thành bụi phấn dường như những hòn đá này đều làm từ bột mì vậy đặt dưới thân của người kia không đau không ngứa vậy chờ một lúc sau nam nhân dường như là thích ứng được đem cánh tay che chắn mặt trời để xuống lộ ra một khuôn mặt cương nghị nhìn kỹ lại chính là trác phàm không thể nghi ngờ chỉ là giờ khắc này mặt mũi của hắn giống như là đao tước búa khảm qua vậy mỗi một đường cong đều hiện ra một cổ hình sắc nhọn chậm rãi mở ra hai mắt một đạo lôi quang bỗng nhiên từ trong ánh mắt lóe qua trác phàm nhìn lấy cái tấm thân thể hiện tại này khóe miệng lộ ra một tia tiếu dung tà dị tùy tiện vỗ dỗ, dỗ thân thể cư nhiên phát ra thành kim loại da chạm vào nhau hai lòng gật đầu Trác phàm trong lòng minh bạch. Hiện tại, cổ thân thể này là của hắn, đã là dùng kim cương lưu sa luyện chế mà thành. Cường độ không dưới ngũ phẩm linh binh. Sau đó, hắn sờ sờ trán của mình. Trong chốc lát, một cổ ngọn lửa màu xanh đột nhiên phát lên. Cổ quả diễm này, trác phàm biết, là do thần bí cao thủ kia đưa cho hắn. Bất quá trước kia, hắn không có thể tùy ý khống chế nhưng trải qua cái trận thức quỷ dị kia luyện quá về sau ngọn lửa này đã cùng hắn nguyên thần hòa là một thể trở thành nguyên thần chi quả hắn chẳng những có thể khống chế mà lại càng thêm bảo đảm nguyên thần quán an toàn nghĩ tới đây hắn liền ngăn không được muốn cười to lên lần này luyện thể luyện thần tuy là hung hiểm nhưng mà chỗ tốt lại chính hắn đều khó có thể tin tưởng được hắn hiểu được hiện tại hắn là chân chính thoát thai quán cốt, kim cương bất hoại thân thể. Cho dù là thiên quyền cao thủ, cũng không làm cho hắn thụ thương chỉ một chút. Vừa nghĩ đến đây, trác phàm tâm thần liền động, sau lưng đột nhiên mở ra một đôi vũ vực dài ba trượng, ở phía trên ẩn ẩn có lôi quang nổ giang. Đây là đôi lôi dân vực mà trác phàm từ trên người của lôi dân tước lột xuống. Cùng thiên quyền cao thủ đối chiến tốc độ tuyệt đối không thể thiếu. Cho nên hắn liền đem lôi dân dược, cũng luyện quá vào bên trong thân thể của hắn. Giờ khắc này, hắn là một tên quái vật mọc cánh, chính thức quái vật. Trong tay lóe lên quang mang. Trác Phàm xuất ra một kiện áo choàng mới mặc lên người, đạp chân xuống, liền quá thành một đạo lôi quang, hướng về phương hướng thanh minh thành mà bay đi, chớp mắt liền đã biến mất không thấy đâu nữa. Chương 77 hiệp thứ hai bắt đầu người đại môn của tiết gia một bà mập tròn quát to một tiếng tiết ngưng hương liền được hai nha hoàng nâng đỡ đi ra đại môn của tiết gia tất cả nhân vật tai to mặt lớn của thanh minh thành đều ở bên ngoài nhìn lấy u quỷ thất cùng du minh trên mặt đều mang một nụ cười nhàn nhạt u quỷ thất cùng du minh trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt quét mắt nhìn tất cả mọi người trước mặt tất cả mọi người minh bạch. Đây chính là thời điểm bày tỏ lòng trung thành vô minh cốc. Cho nên tất cả bày ra một nụ cười vui sướng. Thậm chí có người trong mắt còn thoáng hiện ngấn lệ, dường như nhà mình gã khuê nữ đi vậy. Tiết ngưng hương bước ra một bước, đi đến trước mặt của tất cả mọi người. Mọi người đều khẽ giật mình, ánh mắt trong nháy mắt đều nhìn thẳng. Nếu như nói lúc trước là do ảnh hưởng của quỳ thế U Minh Cốc, giả trang ra Hiện tại thì ngược lại, Bị Ngọc Nhân trước mặt Triệt Để hấp dẫn lấy. Tiết Ngưng Hương hôm nay mặc một bộ bào phục tân nương phổ thông, nhưng mà nàng không có giống như những tân nương khác, trang điểm dày đặc như thế, chỉ là nhẹ tô lại một chút mài ngài, nhưng chính là như vậy, trên khuôn mặt thanh lệ của nàng lại khiến cho người ta cảm nhận được một loại mỹ cảm diễm lệ không mị tục, giống như một đóa hoa lan thơm, khiến cho người ta thương tiếc, không đành lòng đùa bỡn cũng chỉ của dạng mỹ nhân này mới có tư cách gã vào bảy thế gia. Tất cả mọi người dây xem lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Vì thế, có thể thấy được phương dung của mỹ nhân mà cười, cũng vì hôn sự này của mỹ nhân mà chúc phúc. Nhìn thấy biểu hiện của tất cả mọi người, tiếc ngân hương tự nhiên biết suy nghĩ trong lòng của bọn họ, không khỏi cười khổ một tiếng. Người người đang hâm mộ cái gia tộc nhị lưu, có thể cùng bảy thế gia quả thần đó là bay lên biến thành phượng hoàng nhưng mà không ai biết chỗ đó mới thật sự là địa ngục nghiêng nghiêng nhìn về phía u quỷ thất ở một bên tiếc ngân hương cười lạnh nói thất trưởng lão cũng muốn đi theo sao đó là đương nhiên ngưng nhi cô nương cùng với đệ tử u minh cốc ta hòa thân lão phu tự nhiên muốn bảo hộ cô nương mọi lúc mọi nơi đưa người yên ổn đến u minh cốc nghe được cái lời này tất cả mọi người tại chỗ không khỏi một lần nữa dâng lên một cổ kính ý tần nương cùng u minh cốc hòa thân ai dám phạm nhưng mà dù vậy u minh cốc cũng muốn phái một vị trưởng lão hộ tống toàn bộ hành trình đủ để thấy người ta coi trọng gia tộc phụ thuộc mình như thế nào chỉ có tiếc ngưng hương khinh thường biểu môi cái gì mà hộ tống căn bản chính là giám thị bất quá như vậy cũng tốt u quỷ thất rời khỏi thanh minh thành hai người trác đại ca sẽ có cơ hội chạy trốn thế mà còn không có đợi nàng thở phào u quỷ thất dường như xem thấu tâm tư của nàng cười lạnh nói đúng ngân nhi tiểu thư cho dù là đầu kia thông đạo bí mật của ngươi lão phu cũng để người để ý cho đến khi lão phu trở về mới thôi hai con chuột nhỏ kia không có thể trốn thoát khỏi bàn tay của lão phu đâu ngươi tiếc ngưng hương giận dữ sắc mặt trong nháy mắt đã trở nên trắng bệch. Cái mật đạo đó luôn luôn bí ẩn, nhất định là cái tên u quỷ thất này từ chỗ phụ thân và ca ca của nàng moi ra được. Cứ như vậy, trác phàm bọn họ muốn lén chạy trốn thì khó càng thêm khó. Thất trưởng lão, ta còn có một điều kiện. Không cần phải nói đâu. Tiết Ngân hương vừa mới mở miệng, u quỷ thất liền khoát khoát tay, cười lại một tiếng mạng của ngươi dùng để đổi mạng của phụ thân ngươi cùng với huynh đệ không có khả năng đổi thêm người khác ngưng nhi tiểu thư mời đi u quỷ thất dùng lên ống tay áo hướng tiết ngưng hương ra hiểu nói trước mặt của nàng sớm có một cái kiệu lớn tám người khiêng bốn phía hơn 50 tên đoán cốt cảnh cao thủ dây chặt ở bên trong tiết ngưng hương nhíu chặt mày nhấc chân lên hạ xuống không biết như thế nào cho phải nữa nàng muốn cứu trác phạm bọn hắn thế nhưng trong ta u quỷ thất còn nắm giữ tính mạng cả nhà của nàng nàng đã hết từ cách để cùng hắn đàm phán rồi bỗng nhiên đúng lúc này lôi linh phòng bị trên tay của tiết ngưng hương đột nhiên lóe lên rồi quàng lóa mắt trong mắt của nàng không khỏi bỗng nhiên co rụt lại tiết ngưng hương trái tim bất giác siết chặt quá sợ hãi sẽ không phải là trác đại ca bọn hắn đừng có đi ra! Tiết Ngân Hương không có lý do mà hét lên với hư không. Những người đến xem náo nhiệt kia đều nhìn nhau sững sợ. Tiết Tiểu Thư làm sao vậy? Chỉ cô quỷ thất tựa hồ nghĩ đến cái gì? Mi đầu hơi nhíu lại, trong mắt tản ra u quang như có như không, phản phất như con mồi dần đến cửa rồi. Ngưng nhi, ta tới cứu người. Đột nhiên, ngay tại thời điểm âm thanh của Tiết Ngân Hương vừa dứt, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên Tiếp đó, tạ thiên dương, tay cầm diệu tinh kiếm lăng không giọt đến, một kiếm hướng u quỷ thất đâm tới. Kiếm ý cường đại, làm cho bốn phía tất cả mọi người khí tức đều trì trệ, ao ao, tứ tán né ra. Cười lạnh, u quỷ thất, khinh thường biểu môi. Hứ, nguyên lai, ngươi cũng không chết, chỉ có điều, ngươi chỉ là một tên nhãi đoán cốt cảnh, cũng dám tìm lão phu khiêu chiến. Vậy thì cách cái chết cũng không có xa. Vừa dứt lời, u quỷ thất, không chút nào sợ hãi quy hiếp của tứ phẩm linh binh, nhất trưởng đánh tới. Chỉ một thoáng, cương phong lạnh thấu xương, tạ thiên dương đâm về phía trước một kiếm, mũi kiếm không cảm được rung động mà lui về phía sau. Kiểm ý nhất tiếng không lùi trước đó cũng không còn sót lại chút gì. Không khỏi quảng sợ thất sắc, nhưng mà hắn không có thu kiếm về phòng thủ, ngược lại trường kiếm xoay tròn, sử dụng thế xoay tròn, hai tay cầm kiếm bỗng nhiên đánh xuống. Chỉ một thoáng, một đạo kim sắc kiếm mang bỗng nhiên từ mũi kiếm bắn ra. Trong nhảy mắt, đâm rách trưởng phòng không có gì địch nổi kia, thẳng hướng u quỷ thất mà đâm tới. Liệt không thức. Trong mắt hơi co rụt lại, u quỷ thất trong lòng cả kinh, nhưng nhảy mắt, thân hình đã biến mất, né tránh được. Cái kiếm ý nhất tiếng không lùi trong chớp mắt, xuyên qua đỉnh kiệu lớn tám người khiêng bổ tung thành phấn dụng. Kiếm hậu phủ, độc môn quyền giai vũ kỹ, không linh cửu thức sao? U quỷ thất, đi vào tạ thiên dương sau lưng, trong mắt hơi hiếp lại, lạnh lùng nói. Ngươi là người nào của kiếm hậu phủ, vì sao mà tuổi trẻ liền có thể có được độc môn chân truyền? Chẳng lẽ không có mượn ngươi xen vào? Tạ Thiên Dương hư lạnh một tiếng, bỗng nhiên hồi kiếm nhấc gai, lần này một kiếm này không có giống với kiếm vừa nãy nhất tiếng không lùi khí thế nhưng mà theo kiếm này đâm ra bên trong thiên địa tất cả mọi thứ dường như thoáng chốc đứng im liền thân ảnh của u quỷ thất dường như cũng chậm lại không ít chỉ có một kiếm quan quy không một chút do dự đâm tới hắn tịnh không thức không biết tự lượng sức mình coi như ngươi đã dùng quyền giai vũ kỹ nhưng mà ngươi cũng nên phải rõ ràng đoán cốt cảnh cùng thiên quyền cảnh mãi mãi không có vượt qua nổi trên lệch giận dữ hừ lên một tiếng thân ảnh u quỷ thất trong nháy mắt đã biến mất đợi hắn xuất hiện một lần nữa đã đi đến đối diện với tạ thiên dương hai cặp mắt đối diện với nhau tạ thiên dương kinh hãi muốn thu kiếm tự thủ đã không kịp rồi u quỷ thất nhẹ nhàng một chưởng liền đem hắn đập bay ra ngoài đợi sau khi mà hắn hạ xuống năm sáu tên đoán cố cảnh cao thủ trong nhảy mắt cùng lên đem hắn đè xuống đất yếu nhất trong đó cũng cùng hắn đồng dạng có thực lực đoán cốt bát trọng tiểu tử tự rước nhục nếu không phải là xem mặt mũi của kiếm hầu phủ một chưởng vừa rồi lão phù đã kết liễu người rồi u quỷ thất chậm rãi đi đến trước người của tạ thiên dương cười lạnh liên tục từng ngậm từng ngậm nước miếng bỗng nhiên bắn đến trước mặt của u quỷ thất tạ thiên dương hung tợn nhìn hắn giận dữ hét có gan giết chết tiểu gia đi bất quá đến thời u minh cốc cùng với kiếm hầu phủ ta có một trận chiến người có thể gánh giác được sao chứ chậm rãi lao khô ngậm nước trên mặt sắc mặt của u quỷ thất dần dần âm trầm xuống trong mắt sát ý lóe ra một cái biến mất "Sú tiểu tử ngươi thật sự cho rằng lão phù sẽ sợ kiếm hầu phủ các ngươi sao hôm nay là ngươi tại địa bàn của lão phù quấy rối trước coi như là giết ngươi kiếm hầu phủ không thể nói gì vừa dứt lời u quỷ thất bỗng nhiên giơ lên nhất trưởng hướng đến trán của tạ thiên dương phủ xuống tiếc ngân hương quýnh quán không khỏi hét lớn không được nhưng mà u quỷ thất sát ý đã quyết rồi nhất trưởng phẫn nộ đánh ra không có chút nào đình trệ dừng tay. Đột nhiên, một âm thanh già nua vang lên. Một đạo kim sắc kiếm màng đột nhiên từ không trung bổ thẳng xuống. U quỷ thất, mi đầu lắc một cái, không dám đón đỡ. Cái này cùng một kiếm của tiểu quỷ tà thiên dương kia không giống nhau. Hoàn toàn tuyệt cường kiếm mí từ chánh thức thiên quyền cao thủ xuất ra. Nếu mà dùng thân thể máu thịt cường ngạnh, tất nhiên trọng thương. Sau đó, trong một sát na kia, U quỷ thất đột nhiên thu hồi nhất trưởng đang đánh ra, dưới chân nhất động liền cấp tốc lui ra sau 5-6 mét. Một tiếng vàng thật lớn phát ra, vị trí vừa nãy U quỷ thất đứng, lúc này đã xuất hiện một cái động lớn một mét vuông sâu không thể đái. Một lão giả tóc trắng chậm rãi hạ xuống bên người của tạ thiên dương, dùng tay lên đánh bay tất cả những cái tên đoán cốt cao thủ kia ra ngoài. Bác trưởng lão, lão giả này là một vị lão nhân toàn thân tiều tụy, trong mắt khá đục ngầu, hoàn toàn không có thần quang mà cao thủ nên có. Hơn nữa, tay phải của hắn cũng thiếu ba ngón tay. Nhưng mà trên mu bàn tay, nổi gân xanh, cốt cách lõm chởm, hiển nhiên là cao thủ sử dụng kiếm. Tạ Thiên Dương vừa thấy được hắn, liền trên mặt vui vẻ kêu ra một tiếng. U quỷ thất cười lạnh nói, kiếm tùy phong, 50 năm không gặp, gần đây ổn chứ? Vốn đàn tốt, nhưng mà vừa thấy người toàn thân liền không có thoải mái. Hung hăng, khẽ cắn môi, kiếm tùy phong, quay đầu nhìn về phía u quỷ thất. Trong đôi mắt già nua, đột nhiên dần hiện ra hận ý, khắc cốt ghi tâm. Bác trưởng lão, ngươi vừa đến đúng lúc, mau giúp ta cứu ngưng nhi đi. Tạ thiên dương, dỗ giả lôi kéo kiếm tùy phong, chỉ hướng tiếc ngưng hương nói. Nhìn thấy thiếu nữ kia một chút, kiếm tùy phong lắc đầu. Thiên Dương, đây là việc của U Minh Cốc bọn họ, chúng ta không cần phải để ý. Đúng vậy, người trẻ tuổi xen vào việc của người khác, sao phải bỏ ra đại giới rất lớn đây? U Quỷ Thất cười tạm một tiếng, nhìn về phía kiếm tùy phong nói. Bên cạnh người có một ví dụ rất tốt, nếu không phải hắn xen vào chuyện bao đồng, như thế nào dù duyên dù cớ, dứt bỏ ba ngón tay. Nghe được cái lời này, kiếm tùy phong trong mắt hung hăng rung rung hai mắt đỏ như máu tươi nhìn u quỷ thất nói năm đó nếu không phải lão phu trẻ người non dạ làm thế nào có thể mắc vào quỷ kế của ngươi cũng không có thể nói như vậy lúc này u minh cười lớn một tiếng đi lên phía trước nói sự tình của tiền bối ta nghe gia sư nhắc qua cái gọi là người không phong lưu uổng thiếu niên nha Năm đó tiền bối, nếu không phải thèm nhỏ giải dung mạo của một tiểu cô nương thuộc gia tộc phụ thuộc U Minh Cốc chúng ta, như thế nào lại binh bại, ôn nhu hương, sau cùng để quý phụ chủ dùng ba tòa thành trì đem người đổ về. Chỉ bất quá, ba ngón tay kia lại rốt cuộc nhấc lên không có được nữa rồi. Hung hăng khẽ cắn mồi, kiếm tùy phong, toàn thân khí thế phóng đại, hai con mắt dần đỏ bừng, phẫn nộ trừng mắt nhìn về phía bọn họ nói u quỷ thất các ngươi không có nên quá phận ngươi muốn như thế nào muốn đánh sao trong mắt hơi hiếp u quỷ thất tà nhị cười nói năm mươi năm trước ngươi không phải là đối thủ của ta hiện nay ngươi chỉ là thiên quyền nhị trọng ta là thiên quyền tam trọng ngươi càng không phải là đối thủ của ta thật á muốn đánh mà nói ngươi nên bảo á thật kiếm lão tới đi kiếm hầu phủ thập tam kiếm lão danh chấn không trung u quỷ thách ta cũng rất là bội phục Ngươi duy chỉ có mấy vị tám kiếm lão về sau lão phù đều một cái cũng thấy chướng mắt ngươi hung hăng khẽ cắn môi kiếm tùy phong song quyền bất giác nắm chặt nhưng mà đến sau cùng thở dài một hơi quát to thiên dương chúng ta đi thế nhưng bác trưởng lão ngài coi không cứu ngừng nhi cũng không phải vì danh dự của kiếm hầu phủ chúng ta mà chiến sao cứ như vậy mà đi hả? Im miệng, ngươi còn không nhìn ra sao? Hắn đang cố ý kích chúng ta. Nơi này là địa bàn của U Minh Cốc. Một khi mà chiến lên, bất luận thắng thua, kiếm hầu phủ chúng ta đều ăn thiệt thòi. Quay đầu hung hăng, trừng u quỷ thất một cái, kiếm tùy phong cắn răng nói. Thiền dương, người nhớ kỹ cho ta, cái tên u quỷ thất này gian trá giả hoạt. Về sau gặp phải hắn, phải lưu 12 cái tâm nhãn thở sâu, tạ thiên dương liếc nhìn kiếm Tuyệt phong một chút, vừa nhìn về phía tiết ngưng hương ở xa. Không khỏi trong tròng mắt ngưng tụ, kiên định nói, ta minh bạch, chẳng qua nếu như hôm nay ta không có cách nào mà cứu ngưng nhi, cả một đời ta sẽ hối hận. Không sai, quả nhiên tuổi trẻ khí thịnh, không biết thế đạo hị mát, vị kiếm hầu phủ tiểu công tử này ưa thích anh hùng cứu mỹ nhân mà nói. Vậy lão phu liền lại cho ngươi một cơ hội để cho ngươi đem cả nhà của nàng đều cứu ra đi. Như vậy nàng càng thêm cảm kích ngươi. Vừa dứt lời, u quỷ thất vỗ tay một cái. Tiếp đó liền có bốn tên đoán cốt cảnh cao thủ đem bốn cọc gỗ chữ thập đẩy ra. Mà treo trên cọc gỗ chữ thập kia chính là một đám già trẻ của tiết gia. Gia gia, cha, ca ca. Nhìn đến cảnh này, tiết ngưng hương không khỏi kêu ra tiếng sau đó hung tợn nhìn về phía u quỷ thất thất trưởng lão ngươi đây là muốn làm gì làm người xấu u quỷ thất phi cười một tiếng nhìn về phía tà thiên dương ở đối diện nói bằng không vị tiểu công tử này như thế nào anh hùng cứu mỹ nhân nói rồi u quỷ thất đột nhiên biến sắc quát to động thủ theo từng tiếng vang lên bốn tên đoán cốt cao thủ kia bỗng nhiên cầm ra một bộ móc sắt hướng về bốn người của Tiết Định Thiên đâm vào. Từ mắt cá chân bắt đầu, một móc một móc hướng lên phía trên đâm lên, rất nhanh liền quấn tới bụng của bọn hắn. Máu tươi theo rìa móc kia chạy xuống, mãnh liệt thống khổ, khiến cho bốn người không nhịn được gào khóc ra tiếng. Riêng lúc những người kia đem bọn hắn móc kéo hướng ra ngoài, càng như là muốn đem cả người của bọn hắn kéo cho đứt. Cho dù là thiên quyền cảnh tiết định thiên cũng đau đến mức kêu gào thảm thiết. Tiết ngừng hương, trơ mắt thấy thân nhân đào đớn thê thảm, lệ đã rơi đầy mặt rồi. Nhìn về phía u quỷ thất quát. U quỷ thất, mau dừng tay lại, nếu ta liều chết trước mặt của ngươi. Ngươi dám liều chết, lão phu liền giết bọn hắn. U quỷ thất, khuôn mặt âm trầm quát lạnh nói. Nghe được cái lời này, Tiết ngừng hương trong nháy mắt ngơ ngẩn, bên tai không ngừng truyền đến cái tiếng thân nhân thống khổ kêu gào. Nàng lại không có cách nào, chân mềm nhũng, thân thể rung lên, liền té ngã trên đất, hai con mắt lo lắng thất thần. Không khỏi phì cười một tiếng, U Minh lắc đầu đi đến bên cạnh người của Tiết Ngân Hương, khinh thường biểu môi. Tiểu cô nương, ngươi cũng quá không có biết tự lượng sức mình, dám can đảm cùng sư phụ của ta bàn điều kiện. Sư phụ của ta là ai? hắn chính là người xưng là đệ nhất trí giả trong thất khiếu quỷ linh lùng u minh cốc bảy thế gia bên trong có bao nhiêu người là thủ hạ bại tướng của sư phụ ta bằng vào ngươi muốn thắng lão nhân gia ông ta một bậc sao <laughs> đàng hoàng nói cho ngươi nghe cũng là bởi vì ngươi chọc giận lão nhân gia người cho nên mới có bị hạ tràng này ngươi tuy là nắm bắt được yếu điểm của hắn nhưng mà cũng tiếc người cuối cùng quá đơn thuần đừng quên yếu điểm của người cũng tại trong tay của lão nhân gia người đấy. Nghe được lời này, Tiết Ngân Hương bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn về phía U Minh, trong hai mắt trừ nước mắt, cái gì cũng không có. Tuyệt vọng, thật sâu tuyệt vọng. Nàng nghĩ rằng bằng một sức của nàng có thể cứu được người nhà của nàng, nhưng kết quả vẫn đấu không có lại lão hồ ly kia. Ngược lại, chọc giận hắn, để người nhà của nàng càng chịu nhiều thống khổ hết thảy đều là ta đã sai rồi. Người nào có thể tới cứu ta? Nói nhiều mê lẩm bẩm, tiếc ngừng hương, hai con mắt lo lắng nhìn về phía bầu trời. Nước mắt như trăng châu từng viên rơi xuống. Người nào? Người nào có thể đến đây cứu chúng ta chứ? Ngu ngốc! U Minh khẽ cười một tiếng, thờ ơ nhũng dài nói. Bất quá coi như là ngu ngốc, cũng có thể làm lô đỉnh đi. Tạ Thiên Dương nhìn thấy Tiết Ngân Hương đột nhiên biến thành cái bộ dạng này, bất giác trong lòng đau xót, muốn lập tức xông lên phía trước, lại bỗng nhiên bị kiếm tùy phong kéo lại, lắc đầu với hắn. U quỷ thất, người này, cách xa hắn một chút đi. Thế nhưng, bác trưởng lão, tạ thiên dương còn muốn nói cái gì nữa, nhưng mà kiếm tùy phong lại kiên định lắc đầu. Một cánh tay mạnh mẽ, cứng rắn, giữ chặt hắn, sợ hắn dưới tình thế cấp bách, thật sự xong đi lên. Tạ Thiên Dương vô lực quỳ rạp trên đất, nam nhân đỉnh thiên lập địa, lần đầu tiên trong đời chảy nước mắt khuất phục. Lần đầu tiên trong đời chảy nước mắt khuất nhục, nữ nhân mình thích đang thụ tra tấn, chính mình là cứu không ở nổi, không có gì có thể khiến cho hắn đau khổ hơn được nữa. Giờ khắc này, lời của Trác Phạm nói với hắn, tựa hồ vang lên bên tai hắn. Ngươi coi như đi đến đó cũng chỉ có thể nhìn thôi, cái gì cũng không có làm được. Tất cả mọi thứ đều bị Trác Phàm nói trúng. Trước kia, hắn từng cho là hắn cái gì cũng có thể làm được. Nhưng hiện tại, hắn mới phát giác, hắn dù năng như thế, một cổ cảm giác bất lực bỗng nhiên dâng lên. Nguyên lai, lão tử mới thật sự là kẻ hèn nhát. Trác Phàm người cái tên Dương Bác Đảng này, hiện tại đến tột cùng đang ở đâu chứ? tạ thiên dương hung hăng cắn răng nương theo nước mắt nam nhân nhất quyền nện trên mặt đất cứng rắn đem quyền đầu nện đến sương đỏ kiếm tùy phong nhìn thấy hết thảy thông bạch sự thống khổ của thiếu niên này là lực bất tòng tâm đột nhiên lôi linh phòng bị của tạ thiên dương cùng với thiết ngưng hương đồng thời phát ra lồi hoàng lóa mắt chỉ là lần này so với lúc trước càng thêm chói mắt đây chỉ có thể là ba cái lôi linh phòng bị hội tụ lại mới có thể phát ra. Gia quả kỳ đến sao? Tạ Thiên Dương mãnh liệt ngẩng đầu, một mặt nhìn xem bốn phía tìm kiếm. Tiết ngưng hương không khỏi rung rung thân thể, trong hai con người tan rã, dần dần ngưng tụ, nhìn về phía trong tay lôi linh phòng bị, lẩm bẩm nói, Trác, trác đại ca. Đột nhiên, không trung ngàn dặm không mây sáng sủa, đột nhiên, vang lên kinh thiên lôi mình. Ngay sau đó, một đội lôi quang bỗng nhiên đánh xuống. Nghe ầm một tiếng giang thật lớn, đánh lên bốn giá gỗ treo tiết già và trẻ. Khí thế cường đại làm cho cái đám đoán cốt cao thủ đang hành hình tất cả đều bị đánh bay ra xa mấy chục thước. Bụi đất tung bay, lôi quang lấp lóe Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía bụi mù tràn ngập. Bị hiện tượng quỷ dị này làm cho chấn kinh. Chờ khói bụi dần dần tiêu tán, cuối cùng lộ ra tiếu dung tà dị của Trác Phàm U quỷ thất, một hiệp trước lão tử thua, hiệp thứ hai bắt đầu. Chương 78, Thực lực kinh khủng Hắn là ai? Kiếm Tùy Phong nhìn Trác Phàm từ bên khối bụi xuất hiện, trong mắt bất giác run run trong lòng không lý do dâng lên một cổ cảm giác nguy hiểm. Điều này khiến cho hắn mười phần kinh dị. Lấy ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra trác phàm bất quá chỉ vừa mới đột phá đoán cố cảnh thôi nhưng mà khí thế mà trác phàm toàn thân cao thấp phát ra lại khiến cho hắn một thiên quyền cao thủ cũng cảm thấy quỳ hiếp vô cùng loại hiện tượng này thật sự là quá quỷ dị tạ thiên dương tự nhiên cũng cảm giác được sự khác biệt của trác phàm lúc này trừ diện mạo trở nên tràn ngập duệ kim chi khí còn cho hắn một loại cảm giác là áp bách thật sâu loại khí thế này không có giống với kiểu tù vi áp chế của thiên quyền cao thủ mà chính là một loại khí tức có tính xâm lược đơn thuần nhất có thể tùy ý quỳ hiếp tính mạng của hắn tóm lại lúc này trác phàm chính là một con mảnh thú cho người khác một loại cảm giác lúc nào cũng có thể đem tất cả mọi người trước mặt cắn xé đến chết hắn là bằng hữu mà ta không có tín nhiệm nhất cũng là tín nhiệm nhất tạ thiên dương nhếch miệng lên toàn thân không tự chủ được run rẩy cái kia không phải là bởi vì hoảng sợ mà chính là kích động lấy sự hiểu biết của hắn đối với trác phàm hắn chịu đến ắt là có niềm tin cứu được Tiết ngân hương thật sâu liếc nhìn tạ thiên dương một cái trong mắt của kiếm tùy phong không khỏi lóe qua một đạo kỳ sắc tạ thiên dương là tiểu tử hắn nhìn từ nhỏ đến lớn thiên phú dị bẩm thực lực kinh người hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử này tín nhiệm hoặc có thể nói ý lại một người khác. Nghĩ tới đây, kiếm tùy phong một lần nữa đưa mắt nhìn sang trác phạm. Hắn muốn nhìn rõ ràng, đến tột cùng là người như thế nào khiến cho người như là tạ thiên dương tại bên trong kiếm hậu phủ cũng là tuyệt đối thiên tài đệ tử, ký thác kỳ vọng chứ. Người quả nhiên không chết còn đột phá đến đoán cốt cảnh sao? U quỷ thất đồng dạng cảm nhận được khí chất hoàn toàn khác biệt với trước kia từ trác phàm tạng mát ra nhưng mà hắn không thèm để ý bởi vì hắn thấy đây chỉ là một đoán cố cảnh nhất thời sinh ra cực độ tự tin thôi đợi đến khi hắn phát giác được đoán cố cảnh tại thiên quyền cao thủ trước mặt đồng dạng nhỏ yếu cổ khí thế này tự nhiên sẽ tiêu tán chỉ có điều khiến cho hắn ngạc nhiên hắn cùng với trác phàm tách ra mới chỉ có mấy tháng lần trước gặp hắn vẫn là tụ khí lục trọng. Hơn nữa còn là trọng thương sắp chết. Thế nhưng ngắn ngủ thời gian có mấy tháng, thế mà đã đột phá đến đoán cốt cảnh rồi. Tốc độ tu luyện khủng bố như vậy khiến trong lòng của hắn cũng không khỏi hoảng sợ. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh chứ? Ánh mắt khẽ hiếp là một cái, u quỷ thất thầm nhũ. Tiểu tử này quả nhiên là đại quái thai, tuyệt không có thể để cho hắn lưu lại trên đời này. Nghĩ vậy, U Quỷ Thất hư lạnh một tiếng nói, Minh Nhi, ngươi thai đi sư, xuất tay làm thịt hắn. Vừa dứt lời, U Quỷ Thất dùng tay lên, đem U Minh đẩy ra. Trác Phàm lông mài nhíu lại, liếc hắn một cái, không khỏi phì cười. Nguyên lai là ngươi sao? Cũng tốt, lần trước để cho ngươi chạy mất, ta còn rất hối hận. Lần này thì để chúng ta kết thúc một chút ân quán trước kia đi. Thế nào? các người biết nhau sao? U quỷ thất nghe được lời của Trác Phạm nói không khỏi giật mình, nhìn về phía U Minh bên cạnh. Lại thình lình phát hiện đồ đệ mà chính mình đắc ý nhất U Minh, thế nhưng đã bị dọa cho đến hai chân phát rung, mồ hôi lạnh ứa ra, khuôn mặt vừa nãy còn khoan thai tự đắc, hiện tại đã trở thành trắng bệt rồi, không có chút quyết sắc nào. Thứ không có tiền đồ, có sư phụ bảo bọc, ngươi cũng có thể bị dọa sợ thành cái bộ dáng này sao? u quỷ thất nhìn đến bộ dạng này của đồ đệ không khỏi tức giận tới mức cắn răng cái này nếu là không có người ở đây còn dễ nói thế nhưng bây giờ hai người kiếm hầu phủ hết lần này tới lần khác đứng ở bên cạnh đây không phải để cho người ta chế giễu sao danh dự của u minh cốc còn mẹ nó toàn bộ đã bị thằng ranh con này quỷ mất rồi quả nhiên kiếm tùy phong thấy cảnh này không khỏi cười to lên không có chút nào buông tha cơ hội chế diệu của lão đối thủ này. Quả nhiên, danh sư xuất cao đồ, hôm nay lão hủ xem như là kiến thức u minh cốc đệ tử anh dũng như thế nào rồi. Trên mặt tức giận, đến xanh một miếng đỏ một miếng, u quỷ thất một chân đem u minh đạp ra ngoài, trực tiếp đem hắn đạp té ngã trên mặt đất, trực tiếp một cái chó gầm bùng. Đồ hỗn trướng, hắn chỉ vừa mới có đột phá đoán cốt cảnh thôi, Ngươi đã là đoán cốt nhị trọng tu giả, có cái gì mà phải sợ? Rung rẩy đứng lên, u minh rung rẩy bờ môi, cẩn thận từng ly từng tí, nhìn trác phàm phía trước một chút. Lúc nhìn đến trác phàm, khóe miệng của lộ ra một nụ cười tà, như có như không, liền dường như là nhìn thấy tràn cảnh lúc giảng phàm bỏ mình. Bất giác lập tức, lộn nhào, nằm xuống bên người u quỷ thất, cả kinh kêu lên. Sư phụ, sư phụ, hắn là lạc gia quản gia trác phàm đó dân trưởng lão cùng với giảng trưởng lão bọn hắn tất cả đều chết trên tay của hắn nghe được lời này u quỷ thất không khỏi kinh hãi một lần nữa liếc nhìn trác phàm một cái thật sâu mới hiểu gật đầu hiện tại hắn mới rốt cuộc minh bạch hết thảy cái tên trác phàm này biết bố trí trận pháp cấp năm bụng dạ thâm sâu khó lường đến cả chính hắn Điều thiếu chút nữa đã bị tên tiểu tử này cho lên đường rồi. Dân trưởng lão cùng với dạng trưởng lão đã bị hắn giết cũng không có gì kỳ quái. Mà U Minh Cốc trưởng lão trong mắt đệ tử đều là cao cao tại thượng. Không nên nói thiên hạ vô địch nhưng mà cũng kém không nhiều. Thế nhưng U Minh lại tận mắt nhìn thấy hai vị trưởng lão chết trong tay của một kẻ đồng lứa với mình. Không khỏi sinh ra sợ hãi đối với người kia, trong lòng sinh ra tâm ma. Về sau vô luận người kia thực lực như thế nào, hắn đều không có can đảm để mà kiêu chiến. Hiện tại Trác Phàm vừa mới đột phá đoán cốt cảnh, theo lý thuyết không phải là đối thủ U Minh đoán cốt nhị trọng. Thế nhưng U Minh vừa thấy hắn liền đã sợ hãi, bởi vì cái gọi là không chiến tự bại, làm sao có thể địch nổi hắn đây? Nghĩ tới đây, U Minh thất bất đắc dĩ thở dài, dỗ dỗ dài U Minh. Muốn để cái tên đồ đệ này thoát khỏi tâm ma nhất định phải để cho hắn tự tài giết Trác Phạm mới được. Nghĩ đến đây, u quỷ thất trong mắt, tinh hoàng lóe lên, quát lạnh nói, Người đâu? Ai muốn gì lão phu cầm đầu người này xuống đất? Tất cả có đồng thưởng. Trưởng lão, để thủ hạ đi. Vừa dứt lời, liền có một đại hán ôm quyền, hướng về phía u quỷ thất cung kính thi lễ. Người này là đoán cốt lục trọng cao thủ, muốn cầm xuống cái đầu của một tên mới vào đoán cốt cảnh dễ như là trở bàn tay người khác vừa định tiến cử xuất thủ lại bị người này vượt lên trước bất giác có một chút buồn bực dưới cái nhìn của bọn họ cầm xuống cái đầu của trác phàm căn bản cùng với việc lấy không cái công lao này không có gì khác biệt bất giác trong lòng của tất cả mọi người đều có loại cảm giác bị người đánh cắp toàn bộ gia tài u quỷ thất gật đầu ra hiệu cho hắn sau đó vỗ dỗ, dỗ dài của U Minh, đem đầu hắn chuyển tới vị trí đối diện Trác phàm, lạnh lùng nói. Mình nhi, ngươi nhìn kỹ, tiểu tử này chỉ là một trận pháp lợi hại thôi, dưới tình huống không cách nào bố trận, không có gì đáng sợ cả. Đợi lát nữa, hộ vệ kia đem hắn cầm xuống, người tự tay mình giết hắn, tâm ma tất trừ. U Minh nghe được lời của hắn nói, bình tĩnh gật đầu, một đôi mắt kiên định, không hề chớp, nhìn chầm chầm về phía trước. Kiếm Tùy Phong nhìn hết thảy, khẽ cao mài thở dài. Cái tên U Quỷ Thất này, quả nhiên thất khiếu quỷ linh lung, vậy mà thoáng nhìn cái, đã nghĩ ra biện pháp, để mà thay đồ đệ hắn trừ bỏ tâm ma. Thiên Dương, vị bằng hữu này của ngươi gặp nguy hiểm rồi. Tạ Thiên Dương, mi đầu nhẹ lắc một cái, thả mắt nhìn qua. Đã thấy Trác Phàm đàm nhiên, không khỏi khẽ cười một tiếng. Tiểu tử kia một bộ khí định thần nhàn nhất định không có vấn đề. Kiếm tùy phong lông mài nhíu lại trong lòng càng hiếu kỳ một lần nữa nhìn về phía trước. Dù luận như thế nào một tên đoán cốt lục trọng một cái chỉ là đoán cốt nhất trọng muốn thắng cũng không có dễ dàng. Đại hán đoán cốt lục trọng chậm rãi đến trước mặt của Trác Phạm nhếch miệng cười cười. Người thật sự là lễ vật mong trời ban cho lão tử chỉ là đem tiểu quỷ nhà ngươi cầm xuống liền có thể vì thất trưởng lão lập được đại công thật là quá lời rồi người chết vì tiền chim chết vì ăn ngươi muốn tìm chết ta liền thành toàn ngươi trác phàm nhếch miệng lên khinh thường biểu môi sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng chỉ cần một quyền của lão tử liền có thể khiến ngươi không nói ra nổi một từ đại hắn kia cười lớn một tiếng một quyền hướng về mặt của trác phàm đánh tới tốc độ quá nhanh, giống như gió táp, lực lượng mạnh mẽ, tựa như sơn hà. Nhưng nghe âm thanh xé gió, một quyền thế nặng lực lớn bỗng nhiên đi đến trước mặt của Trác Phàm. Trác Phàm tựa hồ phản ứng không kịp, liền bị đánh trúng mặt. Một tiếng giang thật lớn phát ra, chấn động khiến cho tất cả mọi người đau cả màng nhĩ. Có thể thấy được một quyền này nặng đến cỡ nào. Tạ Thiên Dương thấy vậy, ngay từ đầu hai gò má còn đầy nụ cười trông nháy mắt kinh ngạc đến ngay người. Một quyền đó của đại hán kia vậy mà đánh trúng, trác phàm thế mà tránh cũng không kịp. Coi như tụ khí cảnh thời điểm của hắn cũng có thể né tránh mà, làm sao mà trở thành đoán cốt cảnh, phản ứng ngược lại, còn trì độn dãy chứ. Tiết Ngân Hương thấy vậy, càng là qua dung thất sắc, dội kêu lên. Các đại ca! Mà cái đám u mình cóc, thủ vệ còn lại, tất cả đều phát ra một trận cười lạnh biết ngay tiểu tử này còn non, thật không có nghĩ đến lại thua nhanh như vậy, đến tránh mà cũng không tránh được. Vừa nãy, ta nghe có phải lầm không? Hắn giết hai vị trưởng lão của chúng ta, nếu hắn còn có khả năng này, lão tử cũng là thiên hạ đệ nhất rồi. Đáng chết, dễ dàng như vậy, bị cái tên hỗn đảng kia chiếm tiện nghi rồi. Chỉ một thoáng, bốn phía tràn ngập tiếng nghị luận, U Minh nhìn đến cảnh này, trong mắt hơi hơi động, cảm giác sợ hãi của hắn đối với rác phàm tựa hồ đang dần dần biến mất chỉ có u thất mi đầu lắc một cái hai tròng mắt đảo quanh không biết đang suy nghĩ cái gì bỗng nhiên một tiếng kêu thảm vang lên ngay khi tất cả hậu vệ đều ao ước ghen ghét mà nhìn đại hắn kia đại hắn kia đột nhiên kêu gào lên một tiếng bưng bít lấy cánh tay vội giả lui lại mà cái cánh tay kia của hắn cũng đã hoàn toàn biến dạng dường như đã bị xếp lại rồi. Lại nhìn về phía Trác Phàm giờ khắc này vẫn là một mặt đạm nhiên nhìn về phía trước. Cùng lúc trước giống như đúc, tựa hồ mặt quán cho tới bây giờ đều không có chịu qua một quyền nào. Làm sao có thể? Kiếm Tùy Phong trong mắt bỗng nhiên co rụt lại kêu ra tiếng. Một tên đoán cốt nhất trọng tu giả, thế mà lại dùng mặt đánh gãy cánh tay của tên đoán cốt lục trọng cao thủ sao? Tạ Thiên Dương hai con mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt không biểu tình của Trác Phàm trong lòng quán sợ. Tuy hắn biết Trác Phàm có càng đảm đến đây nhất định là có chuẩn bị rồi nhưng cái này là cái gì mạnh cũng là quá bất hợp lý đi. Đừng nói hắn là một tên đoán cốt bác trong cảnh coi như là thiên quyền cao thủ cũng không có thể làm đến mức này. Chỉ một thoáng ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Trác Phàm không còn chế diễu ngược lại kinh sợ và quán sợ không có để ý đến ánh mắt của mọi người trác phàm chậm rãi đi đến trước mặt của đại hắn kia đại hắn kia ngẩng đầu lên liền nghe phóc một tiếng gian giòn hai con mắt trong nháy mắt lồi ra khóe miệng không ngừng phun ra bọng máu đã không còn khí tức bộ ngực của hắn đã bị trác phàm một quyền đánh xuyên qua mà xuyên qua đơn giản như vậy dường như thân thể người nọ là đậu hũ làm thành trác phàm tùy ý dung tay một cái hắn đã chết rồi. Trác Phàm hư dung tay, dung đại hán bay lên trời, sau đó rơi xuống đất như một bãi bùn nhão nằm rạp trên mặt đất. Nhìn hai mắt của đại hán kia trước khi chết rồi lên, mê man ánh mắt. Mọi người tại chỗ ngăn không được phát lạnh. Ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm trang ngập quán sợ. Tiểu tử này tốt cùng là thần thánh phương nào, thực lực là quá mức biến thái. Các bạn vừa nghe xong tập 16 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.